Kinh văn: A Nan, thị Phật Đảnh Quang Tụ Tát Đát Đa Bát Đát La Bí Mật Già Đà Vi Diệu Trường Cú, xuất sanh thập phương nhất thiết chư Phật, thập phương Như Lai nhân thử chú tâm, đắc thành vô thượng chánh biến trí giác. Việt dịch: A Nan, những câu vi diệu, những kệ bí mật Tát Đát Đa Bát Đát La của hóa thân từ hào quang nơi đỉnh Phật sinh ra tất cả các Phật khắp mười phương, thập phương Như Lai nhân chú tâm này mà được thành vô thượng chánh biến trí giác. Giảng giải: A Nan, những câu vi diệu, những kệ bí mật Tát Đát Đa Bát Đát La của hóa thân từ hào quang nơi đỉnh Phật. Trước câu Tát Đát Đa Bát Đát La còn có hai chữ Maha nghĩa là lớn, Hán dịch Đại Bạch Tán Cái tức lọng trắng lớn. Cái lọng này có bao trùm các chúng sinh trong 3000 đại thiên thế giới. Kệ là đoạn lặp lại trùng tụng, chú là mật ngữ gồm nhiều câu nối tiếp nên gọi là kệ bí mật. Bà chú này sinh ra tất cả các Phật khắp mười phương, do đó chú là nghiêm còn gọi là mẹ của chư Phật. Thập phương Như Lai nhân chú tâm này mà được thành vô thượng chánh biến trí giác. Do chú là nghiêm mà các đức Phật được chánh biến tri. Chánh biến tri là sự biết từ tâm ứng khởi với mật pháp, cũng tức là mật pháp xuất hiện từ tâm. Kinh văn: Thập phương Như Lai chấp thử chú tâm, hàng phục chư ma, chế trừ ngoại đạo. Việt dịch: Mười phương Như Lai nắm chú tâm này trấn áp các ma, chế phục các ngoại đạo. Giảng giải: Tâm chú tức chú là nghiêm được tuyên thuyết từ khóa thần Phật, ngồi trên sen bóng trong ánh hào quang từ đỉnh Phật Thích Ca, mười phương Như Lai nắm chú tâm này trấn áp các ma, chế phục các ngoại đạo. Đấy là tâm chú và là tâm chú của các Phật, nên các thiên ma và hàng ngoại đạo tà kiến đều sợ hãi đánh ra thần chú này. Kinh văn: Thập phương Như Lai thừa thủ chú tâm tọa bảo liên hoa ưng vi trần quốc. Việt dịch: Mười phương Như Lai hành tâm chú này, ngồi tòa sen báu ứng hiện trong các cõi nước như số vi trần. Giảng giải: Mười phương Như Lai hành tâm chú này nhờ vào thần chú tức uy lực của tâm chú và ngồi tòa sen báu rất nhiều hoa ứng hiện trong các cõi nước như số vi trần. Hóa thân Như Lai thị hiện trong các cõi nước nhiều như số vi trần, đấy là uy lực của tâm chú lăng nghiêm. Kinh văn: Thập phương Như Lai hàm thử chú tâm hư vi trần quốc truyền đại pháp luân. Việt dịch: Mười phương Như Lai ngậm tâm chú này nơi cõi nước như số vi trần chuyển bánh xe pháp lớn. Giảng giải: Khi mười phương Như Lai nơi cõi nước như số vi trần chuyển bánh xe pháp lớn, thầy đều nhờ vào thần chú và ngậm tâm chú này. Kinh văn: Thập phương Như Lai trì thử chú tâm năng ư thập phương ma đảnh thọ ký, tự quả vị thành diệt ư thập phương mông Phật thọ ký. Việt dịch: Mười phương Như Lai giữ tâm chú này có thể nơi mười phương xoa đảnh thọ ký, tự mình quả vị chưa thành cũng có thể nơi mười phương mong nhờ Phật thọ ký. Giảng giải: Mười phương Như Lai giữ tâm chú này, tiếp thụ và giữ tâm chú có thể nơi mười phương xoa đảnh thọ ký, mọi người đều dự báo sẽ được thành Phật, tự mình quả vị chưa thành cũng có thể nơi mười phương mong nhờ Phật thọ ký. Nếu các ông chưa có quả vị, Phật cũng sẽ xoa lên đầu các ông và dự báo sẽ thành Phật. Kinh văn: Thập phương Như Lai y thử chú tâm năng ư thập phương bản tế quần khổ, sở vị địa ngục ngạ quỷ súc sanh, manh lung ám á oán táng hội khổ, ái biệt ly khổ, cầu bất đắc khổ, ngũ quần xí thịnh, đại tiểu trừ hoại, đồng thời giải thoát, tặc nan bình nạn, vương nan mục nạn, phong thủy hỏa nạn, cơ khát bần cùng, hưng niệm tiêu tán. Việt dịch: Mười phương Như Lai nương tâm chú này có thể nơi mười phương cứu vớt các khổ như là địa ngục ngạ quỷ súc sanh, mù điếc ngọng cầm, các khổ oán táng hội, ái biệt ly, cầu bất đắc, ngũ ấm xí thạnh, các nạn lớn nhỏ đồng thời được giải thoát, nạn giặc, nạn binh, nạn vua, nạn ngục, nạn gió, lửa, nước, những đói khát bần cùng liền được tiêu tán. Giảng giải: Mười phương Như Lai nương tâm chú này có thể nơi mười phương cứu vớt các khổ: một sinh, hai tuổi già, ba đau bệnh, bốn chết, năm yêu nhau phải xa cách, sáu phải gần gũi với người mình oán ghét, bảy cầu chẳng được, tám khổ do thân tâm, năm ấm sinh trưởng quá mạnh. Ngoài ra còn có tám nỗi khổ khác: một khổ của địa ngục,
hai khổ của quỷ đói, ba khổ của loài vật, bốn khổ vì đuôi điếc hoặc câm, năm khổ vì sinh nơi Bắc Câu Ly Châu, sáu khổ vì sinh vào lúc thế gian không có Phật, bảy khổ vì tranh luận trí thức và khả năng trong thế gian, tám khổ vì tái sinh trong cõi trời thọ mạng quá lâu dài. Chúng sinh trong cõi Bắc Câu Ly Châu có thọ mạng rất lâu, đời sống trung bình cả ngàn tuổi, cư dân nơi đây rất an lạc, bình đẳng. Khổ ở đây là không được thấy Phật, nghe Pháp hoặc có được tăng già. Do đó sống ở đó cũng là một trong tám nỗi khổ. Sự giặt chúng sinh nơi các cõi trời, mặc dù có thọ mạng lâu dài nhưng nếu không gặp được tam bảo thì cũng xem là khổ vậy. Tranh luận về tri thức và khả năng trong thế gian bao hàm nhiều lĩnh vực kiến thức khác nhau, chẳng hạn phạm khoa học. Họ cố gắng trình bày giải thích những nguyên tắc, phù nguyên tắc và lý do thì không đâu vào đâu. Như là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, mù điếc ngọng câm đều thuộc tám nỗi khổ. Các khổ quán táng hội, quý vị không ưa người nào đó và muốn tránh đi, tìm nơi khác, nhưng rồi lại gặp phải người đáng chán như trước đó, hoặc như ái biệt ly, quý vị đặc biệt yêu thích người nào nhưng vì hoàn cảnh bắt buộc phải xa lìa họ. Cầu bất đắc là tìm không được điều như ý, tâm sinh ra thất vọng khổ não, ngũ ấm xí thạnh, năm ấm là sắc thọ tưởng hành thức, khi thịnh thì bừng lên như lửa cháy. Các nạn lớn nhỏ đồng thời được giải thoát, có thể đó là sự đột tử, hoặc tai nạn xe cộ, hoặc bị sát hại. Những khổ khác như nạn giặc, nạn binh, nạn vua, nạn ngục, nạn gió, lửa, nước, những đói khát bần cùng liền được tiêu tán. Kinh Phật: Thập phương Như Lai tùy thường chú tâm, năng ư thập phương sự thiện trí thức, tứ vi nghi trung, cúng dường như ý, hằng gia Như Lai hội trung thôi vi, đại pháp vương tử. Việt dịch: Mười phương Như Lai theo tâm chú này có thể nơi mười phương phụ sự các thiện trí thức, trong bốn uy nghi cúng dường được như ý, trong pháp hội hằng xa Như Lai được suy tôn là đại pháp vương tử. Giảng giải: Mười phương Như Lai theo tâm chú này có thể nơi mười phương phụng sự các thiện trí thức, các bậc thiện trí thức đều được cúng dường và phụng sự, trong bốn uy nghi cúng dường được như ý, khi hành lễ tam bảo họ đều thực hiện theo đúng pháp. Trong pháp hội hằng xa Như Lai được suy tôn là đại pháp vương tử, trong pháp hội hằng xa Như Lai được suy tôn là đại pháp vương tử, đấy là những môn đồ ưu việt của Đức Phật. Kinh Văn: Thập phương Như Lai hành thử chú tâm, năng ư thập phương nhiếp thọ thân nhân, lịnh trừ tiểu thừa, văn bí mật tạng, bất sanh kinh bố. Việt dịch: Mười phương Như Lai dùng tâm chú này có thể nơi mười phương nhiếp thụ các thân nhân, khiến cho các hàng tiểu thừa nghe kinh được tạng bí mật, chẳng sinh lòng kinh sợ. Giảng giải: Mười phương Như Lai dùng tâm chú này có thể nơi mười phương nhiếp thụ các thân nhân. Đức Phật có sau loại quyến thuộc, đấy là những người đầu tiên học đạo và được gần gũi Phật. Tại sao? Khi Đức Phật Thích Ca thành đạo xong, Ngài liền đi đến vườn Nai để gặp lại năm vị tỳ kheo. Những vị tỳ kheo ấy nguyên là quyến thuộc của Phật từ trong đời quá khứ và trong đời hiện tại. Họ đều được Phật dạy, khiến cho các hàng tiểu thừa, đấy là những quyến thuộc của họ, chìm đắm trong các pháp tiểu thừa, nghe kinh được tạng bí mật, chẳng sinh lòng kinh sợ. Khi được nghe tạng bí mật của Phật, tức giáo pháp đại thừa, họ sẽ không còn sợ hãi. Kinh Văn: Thập phương Như Lai tụng thử chú tâm, thành vô thượng giác, tọa bồ đề thọ, nhập đại niết bàn. Việt dịch: Mười phương Như Lai tụng tâm chú này thành đạo vô thượng, ngồi dưới cây bồ đề vào đại niết bàn. Giảng giải: Mười phương Như Lai tụng tâm chú này, làm thế nào các Như Lai trong mười phương trở thành Phật? Đấy là do tụng tâm chú này. Tụng có nghĩa là lặp lại từ trí nhớ, chứ không phải nhìn vào sách đọc. Thành đạo vô thượng, ngồi dưới cây bồ đề và thành vị Phật vì tụng tâm chú này và vào đại niết bàn. Kinh Văn: Thập phương Như Lai truyền thử chú tâm, ư diệt độ hậu, phó Phật pháp sự, cứu cánh trụ trì, nghiêm tịnh giới luật, tất đắc thành tịnh. Việt dịch: Mười phương Như Lai truyền tâm chú này sau khi diệt độ thì phó chúc pháp sự của Phật được trụ trì rốt ráo, giới luật nghiêm tịnh thảy đều được trong sạch. Giảng giải: Mười phương Như Lai truyền tâm chú này sau khi diệt độ thì phó chúc pháp sự của Phật được trụ trì rốt ráo, sau khi Phật vào niết bàn, mọi người đều y theo pháp tu tập và phụng sự Phật pháp, giới luật nghiêm tịnh thảy đều được trong sạch. Nhờ vào uy lực của chú mà mọi người đều được trong sạch và trọn vẹn. Kinh Văn:
Nhược ngã thuyết thị Phật đảnh quang tụ, Bát đát là chú, tùng đán trí mộ âm thanh tương liên, tự cú trung gian, diệt bất trọng điệp, kinh hằng, xa kiết, trùng bất năng tận. Việt dịch, nếu ta nói chú Phật đỉnh quang tụ Bát đát là này, từ sáng đến tối các tiếng nối nhau, trong đó có những chữ những câu cũng không trùng điệp, trải qua kiếp số như các sông hàng rốt cùng không thể dứt hết. Giảng giải, nếu ta nói chú Phật đỉnh quang tụ Bát đát là này, từ sáng đến tối các tiếng nối nhau, trong đó có những chữ những câu cũng không trùng điệp. Câu chú Bát đát là liên hệ với chú Lăng Nghiêm, đấy là chú kiên cố, là chú đại bạch tán cái, trải qua kiếp số như các sông hằng rốt cùng không thể dứt hết. Tôi không sao giảng giải cho hết công đức và sự kỳ diệu của tâm chú Lăng Nghiêm được. Kinh văn: Diệp thuyết thử chú danh Như Lai Đảnh. Việt dịch: Chú này cũng gọi tên là Như Lai Đảnh. Giảng giải: Chú này cũng gọi tên là Như Lai Đảnh, đấy là tên gọi của bài chú. Kinh văn: Như đẳng hữu học vị tận luân hồi, phát tâm trí thành thú hướng A Nậu Đà La Tam Miệu Tam Bồ Đề, bất trì thử chú nhi tọa đạo tràng, linh kỳ thân tâm viễn trừ ma sự, vô hữu thị xứ. Việt dịch: Hàng hữu học các ông chưa dứt được luân hồi, phát lòng trí thành tu chứng quả A Nậu Đà La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Nếu không chỉ chú này mà ngồi vào đạo tràng, mong muốn cho thân tâm xả rời được các ma sự thì không thể được. Giảng giải: Hàng hữu học các ông chưa dứt được luân hồi, vẫn bị vây hãm trong sáu nẻo luân hồi sanh tử, và phát lòng trí thành tu chứng quả A Nậu Đà La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Ông muốn đạt được quả vị A Nậu Đà La Tam Miệu Tam Bồ Đề, nhưng nếu không chỉ chú này mà ngồi vào đạo tràng mong muốn cho thân tâm xa rời được các ma sự thì không thể được. Như ông muốn được thành A La Hán hoặc muốn ngồi vào đạo tràng để thành Phật, thân tâm xa lìa ma sự nhiễu loạn mà không chỉ thần chú này thì không thể được. Kinh văn: A Nan, nhược trừ thế giới tùy sở quốc độ, sở hữu chúng sanh tùy quốc sở sanh, hòa bì bốn diệp chỉ tố bạch điệp, thư tả thử chú chữ ư hương nàng, thị nhân tâm hồn vị năng tụng ức, hoặc đái thần thượng hoặc thư trạch trung, đường trì thị nhân tận kỳ sanh niên, nhất thiết trừ độc sở bất năng hại. Việt dịch: A Nan, nếu trong các thế giới có các chúng sanh tùy cõi nước mình sinh ra, như vỏ cây hoa, lá cây bối, hoặc như giấy trắng, thảm trắng, dùng để biên chép chú này đựng trong túi thơm, nếu người đó tối tăm từng chưa nhớ được, nhưng hoặc đeo trên người hoặc viết trong nhà ở, thì nên biết là người ấy trọn đời tất cả các thứ độc không thể hại được. Giảng giải: Đây là luận về chức năng của chú. A Nan, nếu trong các thế giới có các chúng sanh, chỉ chung cho các chúng sanh trong cõi này và tất cả các thế giới khác, tùy cõi nước mình sinh ra, có thể đó là nước Mỹ, Anh, Pháp, Đức, Nhật, Trung Quốc, Ấn Độ, Thái, Miến Điện, Tích Lan, hoặc một khu vực nào khác, họ có thể viết trên các loại như vỏ cây hoa, lá cây bối, hoặc như giấy trắng, thảm trắng, dùng để biên chép chú này. Vật dùng để viết không phải là vấn đề quan trọng, và người ta có thể viết một cách cẩn thận, kính cẩn, hoặc viết tháo cho nhanh, sau đó đựng trong túi thơm, nếu người đó tối tăm chưa từng chưa nhớ được, nhưng hoặc đeo trên người hoặc viết trong nhà ở, thì nên biết là người ấy trọn đời tất cả các thứ độc không thể hại được. Nếu người đó không có trí nhớ tốt hoặc đầu óc mơ hồ không tụng chú được thuận lợi, họ có thể viết chú cho vào túi nhỏ đeo bên người hoặc treo trên tường nhà, làm được vậy người đó suốt đời không bị độc hại. Kinh văn: A Nan, ngã kim vị nhữ cánh thuyết thử chú cứu hộ thế gian đắc đại vô úy thành tiệu chúng sanh xuất thế gian trí. Việt dịch: A Nan, nay ta vì ông tuyên lại chú này cứu giúp trong thế gian được đại vô úy thành tiệu trí xuất thế gian cho chúng sanh. Giảng giải: A Nan, nay ta vì ông tuyên lại chú này, tức là chú Lăng Nghiêm, cứu giúp trong thế gian được đại vô úy thành tự trí xuất thế gian cho chúng sanh, thực hiện trọn vẹn những mong muốn của các chúng sanh, nhưng quan trọng nhất là giúp mọi người được thành tiệu trí xuất thế gian. Kinh văn: Nhược ngã diệt hậu mà thế chúng sanh, hữu năng tự tụng, nhược giáo thả tụng, đường trì như thị, tụng trì chúng sanh, hỏa bất năng thiêu, thủy bất năng nhược, đại độc tiểu độc, sở bất năng hại. Việt dịch: Nếu như sau khi ta diệt độ rồi, chúng sanh trong đời mạt pháp có người tự mình biết tụng, hoặc dạy người khác tụng chú này, nên biết những chúng sanh chỉ tụng như vậy, lửa sẽ không đốt được,
nước không đắm được, các độc lớn, độc nhỏ đều không hại được. Giảng giải, nếu như sau khi ta diệt độ rồi, chúng sanh trong đời mạt pháp, kể cả mọi người chúng ta nơi đây, có người tự mình biết tụng, hoặc dạy người khác tụng chú này, nên biết những chúng sanh chỉ tụng như vậy, lửa sẽ không đốt được. Người đó có thể tụng chú theo trí nhớ hoặc chỉ dạy cho người khác cũng theo trí nhớ. Người tụng chú theo trí nhớ hoặc đọc theo ghi chép, người đó sẽ không bị nạn lửa thiêu đốt và nước không đắm được, các độc lớn độc nhỏ đều không hại được. Kinh văn: Như thị nãi trí, long thiên quỷ thần, tinh kỳ ma mị, sở hữu ác chú, dài bất năng trước, tâm đắc tránh thọ, nhất thiết chú chớ, yểm cổ độc dược, kim độc ngân độc, thảo mộc trùng xà, vạn vật độc khí, nhập thử nhân khẩu, thành cam lộ vị. Việt dịch: Như vậy cho đến các hàng thiên long quỷ thần tinh kỳ ma mị, có những chú giữ đều chẳng làm gì được. Tâm người ấy được chính thụ, tất cả mọi chú chớ, yểm cổ, thuốc độc, kim độc, ngân độc, những độc khí vạn vật như cỏ, cây, sâu, rắn và miệng người ấy đều thành vị cam lộ. Giảng giải: Như vậy cho đến các hàng thiên long quỷ thần tinh kỳ ma mị, có những chú giữ đều chẳng làm gì được, tất cả mọi loài ma quỷ đều dùng chú chớ. Có năm đại chú mà tôi đã nói qua, đó là Trơ Tua Nhi Ơ Cha La Mi Li Chư Bua Li Tan La Ye Ninh Chia Li, biểu hiện cho năm phương, năm bộ và năm vị Phật. Đấy là ngũ đại tâm chú, quý vị không nên xem thường. Tâm chú ấy là của chư Phật trong năm phương, nó có công năng hủy diệt mọi chú chớ của các loài ma quỷ. Tâm người ấy được chính thụ, khi quý vị tụng chú Lăng Nghiêm, quý vị sẽ được chánh định, tất cả mọi chú chớ, mọi chú thuật của thiên ma và quyến thuộc đều không thể gây hại cho quý vị. Yếm cổ, đây là một loại phù chú ở khu vực Đông Nam Trung Quốc hoặc Đông Nam Châu Á như Miến Điện, Hàn Quốc, Thái Lan, Singapore, Malaysia và các nơi khác. Phù chú sử dụng gọi là cổ, làm cho mê hoặc đờ đẫn, căn bản là chú thuật. Nếu quý vị ăn phải loài độc đó, quý vị hoàn toàn không lệ thuộc họ, phải làm những gì họ sai khiến, nếu chống lại chỉ có nước chết. Ở Australia, trong các vùng núi có tôn giáo đã dùng chú thuật thu nhỏ đầu người cỡ quả trứng và họ trưng bày như biểu hiện uy lực của phù thủy vậy. Trong thế giới mênh mông này có rất nhiều sự việc siêu nhiên, quý vị đừng cho rằng mình không thấy thì dứt khoát không tin là nó có thực. Nếu ai đó không tin thì thực là ngu ngốc. Tại sao tôi lại nói vậy? Có nhiều sự việc quý vị không bao giờ nhìn thấy được, còn như muốn tìm hiểu, chứng kiến tận mắt rồi mới tin thì e là đến cuối đời mình cũng không biết được. Trước khi nước Mỹ tìm thấy, đã có người biết khu vực ấy là hiện hữu, nhưng nếu quý vị gặp ai đó và cố gắng giải thích rằng có một lục địa khác, cũng có núi, có sông, có cư dân thì chắc chắn họ sẽ không tin. Thế nhưng cho dù họ có không tin, từ xứ sở Mỹ vẫn hiện hữu ở nơi xa xôi kia. Cũng vậy, quý vị không tin vào những chuyện lạ vì cho là vô lý, nhưng thực sự không phải vậy. Chúng ta thường phủ nhận những gì mình không chứng kiến, căn bản là vì quý vị không nhận thức rõ về sự thực thế giới này. Một người bị yếm cổ trù dập thì khó lòng thoát khỏi, còn như chống lại ắt sẽ chết. Sự độc hại của yếm cổ cùng với thuốc độc kim độc ngân độc, những độc khí vạn vật như cỏ, cây, sâu, rắn vào miệng người ấy, tức những người tụng chú Lăng Nghiêm, sẽ đều thành vị cảm lộ. Nếu quý vị đề nghị tôi muốn thử nghiệm điều ấy, quý vị vẫn chưa thực sự tụng chú Lăng Nghiêm. Khi nào quý vị bắt tay thực hiện và thấy có hiệu quả kỳ diệu, khi ấy chúng ta có thể thử nghiệm được, còn như chưa đạt đến độ ấy thì không nên. Kinh văn: Nhất thiết ác tình tịnh trừ quỷ thần, ác độc tâm nhân ư như thị nhân, bất năng khởi ác tần na dạ ca, trừ ác quỷ vương, tịnh kỳ quyến thuộc, gia lĩnh thâm ân, thường gia thủ hộ. Việt dịch: Tất cả ác tình cùng với các quỷ thần lòng giữ hại người, đối với người ấy cũng không thể khởi lên niệm ác. Tần na dạ ca và các quỷ vương khác cùng với quyến thuộc đều nhận lấy ân sâu, thường giữ gìn ủng hộ. Giảng giải: Đã chưa có nói về các loại độc khí vào miệng người chỉ tụng chú Lăng Nghiêm thì nó thành vị cam lồ. Căn bản là những loại độc đó đã biến đổi vị. Sự biến đổi ấy là do người chỉ tụng chú Lăng Nghiêm. Tất cả ác tinh liên hệ với nhiều sao dữ như chư đầu và bạch hổ tinh, hoặc sao tương tị rất xấu, có thể gây chết người. Nhưng các loại sao ấy không thể gây hại, cùng với các quỷ thần lòng giữ hại người. Có người nói họ không tin có quỷ,
họ không thấy nên không tin. Nếu nhìn thấy họ không thể không tin, cho dù có không muốn tin cũng phải tin thôi. Lòng dữ là một loại thuốc độc rất nguy hại, nhưng nó có ngấm vào tim một người chỉ chú lăng nghiêm cũng sẽ chẳng gây hại gì, cho nên đối với người ấy cũng không thể khởi lên niệm ác. Sự độc hại trong tim người đó đã được chuyển hóa. Tần Na Dạ Ca được nói đến trong phần Bồ Đề Đạo Tràng, đây là vị quỷ thần thường hiện thân mình người đầu heo hoặc đầu voi, trông rất dữ dằn xấu xí, và các quỷ vương khác cùng với quyến thuộc đều nhận lấy ân sâu, thường giữ gìn ủng hộ các quỷ vương. Và thần hộ pháp thấm nhuần lòng từ sâu xa của Phật trong quá khứ nên thảy đều ra sức gìn giữ bảo hộ người tụng chú lăng nghiêm này. Kinh văn: A Nan đường trì thị chú thường hữu bát vạn tứ thiên Na Do Tha Hằng Hà Sa Câu Chi Kim Cang Tạng Vương Bồ Tát chủng tộc nhất thiết giải hữu chư kim cang chúng nhi vi quyến thuộc chú dạ tùy thị. Việc dịch: A Nan, nên biết chú này thường có 84.000 Na Do Tha Hằng Sa Câu Chi chủng tộc Kim Cang Tạng Vương Bồ Tát, mỗi mỗi đều có các chú kim cang làm quyến thuộc đêm ngày theo hầu. Giảng giải: Na Do Tha là một trong 14 số lớn nhất. Trong ngôn ngữ Sanskrit có người nói Na Do Tha bằng 1 tỷ tỷ, người khác cho là 10 tỷ tỷ. Nói chung, nhìn chung đó là con số rất lớn, Hằng Sa Câu Chi tương đương 1 tỷ tỷ. Không chỉ Kim Cang Tạng Vương Bồ Tát hộ trì thần chú, mà các quyến thuộc của Kim Cang cũng đều tham gia bảo hộ, đêm cũng như ngày luôn theo giúp người tụng chú lăng nghiêm. Lời nguyện của các Bồ Tát như sau: Nam mô 10 phương Phật, Nam mô 10 phương Pháp, Nam mô 10 phương Tăng, Nam mô Phật Thích Ca Mâu Ni, Nam mô Phật Đỉnh Tối Thắng Thủ Lăng Nghiêm, Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát, Nam mô Kim Cang Tạng Bồ Tát. 84.000 là chỉ số lượng lớn, có nhiều vô số, thực sự không chỉ có Kim Cang Tạng Bồ Tát và các quyến thuộc mà còn rất nhiều Bồ Tát khác cũng theo bảo hộ. Kinh văn: Thiết hữu chúng sanh ư tám lạ tâm phi tà ma địa, tâm ức khẩu trì thị Kim Cang Vương, thường tùy tòng bỉ, trừ thiện nam tử, hà huống quyết định, Bồ Đề tâm giả, thử trừ Kim Cang, Bồ Tát Tạng Vương, tình tâm uẩn tốc, phát bỉ thần thức. Việt dịch: Giả như có chúng sanh với tâm tán loạn, chứ không phải tà ma địa, tâm nhớ niệm trì chú này, thì các Kim Cang Vương cũng thường theo bên thiện nam tử kia, huống hồ là người có tâm Bồ Đề quyết định. Các vị Kim Cang Tạng Vương Bồ Tát đó sẽ dụng tinh tâm thần xúc tiến phát huy thần thức. Giảng giải: Giả như có chúng sanh với tâm tán loạn, tư tưởng rời rạc không tập trung được, chứ không phải tà ma địa, tâm niệm định trì, nhưng tâm nhớ niệm trì chú này, người ấy nhớ đọc chú lăng nghiêm của Phật, thì các Kim Cang Vương, các vị Bồ Tát cũng thường theo bên thiện nam tử kia, tức những người tâm tán loạn nhưng tụng thần chú này, huống hồ là người có tâm Bồ Đề quyết định, người có tâm Bồ Đề kiên cố sẽ được các vị Kim Cang Tạng Vương Bồ Tát đó sẽ dụng tinh tâm thần xúc tiến phát huy thần thức. Các Bồ Tát sẽ âm thầm giúp đỡ, và họ sẽ làm gì? Đấy là giúp quý vị phát huy trí tuệ, ý thức tản mạn của quý vị dần dần được tập trung và chú định, sau đó sẽ đạt được khả năng thiền tịnh. Sự gia hộ giúp đỡ của các Bồ Tát đều âm thầm không thể thấy biết được. Kinh văn: Thị nhân ưng thời, tâm năng ký ức, bát vạn tứ thiên hằng hà xa kiếp, châu biến liễu trì, đắc vô nghi hoặc. Việt dịch: Người ấy đến khi đó tâm nhớ lại, được 84.000 hằng hà xa kiếp, rõ biết pháp cùng được không nghi hoặc. Giảng giải: Khi Kim Cang Tạng Vương Bồ Tát thẩm giúp người ấy phát huy trí tuệ, thì người ấy đến khi đó tâm nhớ lại được 84.000 hằng hà xa kiếp, rõ biết pháp cùng được không nghi hoặc. Họ hiểu biết rất rõ những sự việc xảy ra trong suốt quá khứ rất lâu xa, chỉ không còn nghi ngờ. Điều ấy có nghĩa họ được định trong đời sống quá khứ, biết những gì đã xảy ra trong quá khứ. Kinh văn: Tùng đệ nhất kiếp, nãi trí hậu thân, sanh sanh bất sanh, dược xòa la sát, cập phú đàn na, ca trà phú đàn na, kiêu bàn trà, tì xá giả đẳng, tịnh trừ ngạ quỷ, hữu hình vô hình, hữu tưởng vô tưởng, như thị ác xứ. Việt dịch: Từ kiếp thứ nhất cho đến kiếp cuối cùng, đời đời người ấy đều không sinh vào các loại dược xoa, la sát, phú đa na, ca trà phú đa na, kiều bàn trà, tỳ xá già, cùng các loại ngạ quỷ có hình không hình, có tưởng không tưởng và những nơi giữ như thế. Giảng giải:
Từ kiếp thứ nhất cho đến kiếp cuối cùng, tức là đến khi thành Phật, đời đời người ấy đều không sinh vào các loại dược xoa. Họ vẫn còn tướng lui sanh tử, nhưng không sanh vào các nẻo dữ như dược xoa, tiệp tật quỷ, cũng không sinh vào la sát. Một loài quỷ dữ ăn thịt người. Khi có người chết, loài quỷ này dùng bùa chú làm cho xác chết thành thịt tươi sống và ăn lấy. Họ cũng tránh phải vào đường phú đàn na, xú ác quỷ. Nếu quý vị gặp phải loài quỷ này, quý vị sẽ phát sốt ngay. Người ấy cũng không sinh làm ca tra phú đàn na. Loài quỷ có mùi cực thối. Đấy là mùi hôi thối cực mạnh, chắc chắn là quý vị chưa từng biết đến. Nếu người phải sẽ bị nôn tháo tức khắc. Loài quỷ này cũng là nguyên nhân gây nên cảm sốt, cơn nóng sốt lên đến 120 độ hoặc cao hơn, sức nóng có thể đốt cháy cả xương người. Người đó không sinh làm kim bàn trà, còn gọi là quỷ bí đao, loài quỷ chuyên hút tinh khí người. Khi quý vị ngủ, chúng hiện đến và hút lấy tinh khí làm cho tê liệt đi. Quý vị có mở mắt ra tìm thì cũng chẳng động đậy hay nói năng gì được. Loài quỷ này rất hung dữ, chúng có thể giết người và hút lấy tinh lực. Nếu một người có dương khí thịnh, chúng quay sang hút âm khí. Thế nào là dương? Dương ở con người có nghĩa luôn luôn hạnh phúc, thực sự hạnh phúc trong tự tánh của quý vị. Đấy là kinh nghiệm cực hỷ trong tánh sở hữu. Còn như tự tánh của mình lúc nào cũng lo buồn sầu dĩ, bị nhiều áp lực, luôn chịu nhiều đau khổ dày vò thì đó là âm. Âm là thuộc tính của quỷ, dương là thuộc tinh thần. Ưu thế của dương là tinh thần, ưu thế của âm là quỷ. Người tu học Phật có lực dương trong sạch và nhẹ nhàng, đối với một người quá thịnh âm thì lực hắc ám. Người thiện họ có luồng khí trắng vây quanh, người xấu ác thì quanh họ chỉ là hắc ám đen tối. Người tu thần chú này cũng không sinh làm tỳ xá già. Tỳ xá già là loài quỷ ăn khí huyết con người. Đây là loài quỷ cực hung ác, không có chút lương thiện. Hầu hết quỷ là loài xấu là ác, nhưng trong số cũng có quỷ nhân từ như Bồ Tát, chẳng hạn như quỷ vương ra sức trừng trị các quỷ khác. Họ không sinh vào cùng các loài ngạ quỷ. Đây là loại quỷ đói, có loài quỷ bụng rất to, có loài quỷ cổ họng nhỏ như cây kim, có hình không hình, và loại có thân hình, có loại không thể nhìn thấy. Chúng không có thân hiện thực, loài quỷ ấy vô hình nhưng có ý thức, chúng ta không thể thấy. Nhưng nếu quý vị có ngũ nhãn, năm loại mắt, nhục nhãn, thiên nhãn, tuệ nhãn, pháp nhãn, Phật nhãn, và lục thông, sáu loại thần thông, thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, hát sẽ dễ dàng nhận thấy chúng. Có tưởng không tưởng, có vài loại khả dĩ suy tưởng, có loại không thể nghĩ tưởng, chúng như gỗ như đá. Và một người trì tụng chú lăng nghiêm sẽ không sinh vào những nơi dữ như thế. Từ đời này cho đến đời sau, họ không bao giờ sinh vào các nơi có quỷ đói hoặc các loài quỷ khác. Kinh văn: thị thiện nam tử, nhược đọc, nhược tụng, nhược thư, nhược tả, nhược đái, nhược tạ, trừ sắc cúng dường, kiếp kiếp bất sanh, bẩn cùng hạ tiện, bất khả lạc xứ, việt dịch. Thiện nam tử đó hoặc đọc, hoặc tụng, hoặc viết, hoặc chép, hoặc đeo, hoặc giữ, hoặc dùng nhiều cách cúng dường thần chú này, thì kiếp kiếp không sinh vào các nơi bẩn cùng hạ tiện, không thể ưa thích. Giảng giải: thiện nam tử đó hoặc đọc chú từ sách, hoặc tụng theo trí nhớ, hoặc viết cẩn thận, hoặc chép, hoặc đeo bên mình người ấy, hoặc giữ lại trong nhà, hoặc dùng nhiều cách cúng dường thần chú này, cúng dường chú lăng nghiêm, do hóa thân Phật tuyên thuyết, tốt nhất là dùng các loại hương hoa đèn nến trái cây, như vậy thì kiếp kiếp không sinh vào các nơi bẩn cùng hạ tiện, không thể ưa thích. Tôi từng nói nếu quý vị nhớ rõ chú lăng nghiêm, tức tâm trí thông thuộc từng câu chữ, thì khi chỉ chú quý vị sẽ vào được chánh định, tụng đọc được một cách lưu loát trôi chảy, ít nhất quý vị cũng có được sức khỏe trong 7 đời. Nếu quý vị liên tục tụng chú như vậy, từ đời này đến đời sau, quý vị sẽ có sức khỏe trong 7 đời, hoặc 700 hoặc 7.000 hoặc cả 7 triệu đời đều có được sức khỏe. Hẳn nhiên cũng không phải là cố định như vậy. Khi quý vị muốn mình là người khỏe mạnh, tất nhiên sẽ được. Có khi quý vị cảm thấy đầy đủ và hài lòng về chính mình, bởi vì các tỷ phú cũng có vấn đề riêng của họ mà chúng ta không thích. Khi quý vị có thể thành Phật, và một khi đã thành Phật rồi thì chẳng còn vấn đề gì. Đấy là trong trạng thái như nhiên bất động, người mãi luôn ngời sáng rõ ràng. Một người chỉ chú và trân trọng, bằng mọi cách sẽ không sinh vào các nẻo khổ không có ưa thích. Quý vị không thể xa vào các nẻo như vậy, cho dù có muốn cũng không được. Tại sao? Đấy là do chú lăng nghiêm thúc đẩy, nhắc nhở quý vị không được vào đường xấu ác như thế.
kinh văn. Thử chư chúng sanh túng kỳ tự thân bất tác phước nghiệp thập phương Như Lai sở hữu công đức tất giữ thử nhân. Việt dịch: các chúng sinh đó cho dù chính mình không tàm việc phúc, mười phương Như Lai có các công đức đều ban cho những người như thế. Giảng giải: các chúng sinh đó tụng và trì chú lăng nghiêm, cho dù chính mình không làm việc phúc, họ không bao giờ làm các việc thiện hoặc có được niềm vui. Khi ấy mười phương Như Lai có các công đức đều ban cho những người như thế. Tại sao phải làm như vậy? Vì đó là những người tụng chú lăng nghiêm, hoặc đọc hoặc biên chép, họ không được may mắn, các Phật trong mười phương sẽ ban cho họ. Kinh văn: do thị đắc ư, hằng hà sa a tăng kỳ bất khả thuyết kiếp, thường giữ chư Phật đồng sanh nhất xứ, vô lượng công đức như ác xòa tụ, đồng xứ huân tu vĩnh vô phần tán. Việt dịch: do vậy họ được trong những kiếp hằng xa a tăng kỳ không thể nói không kể xiết, thường cùng chư Phật đồng sinh một chỗ, vô lượng công đức nhóm lại như quả ác xòa, cùng một chỗ huân tu hằng không phần tán. Giảng giải: do vậy họ được trong những kiếp hằng xa a tăng kỳ không thể nói không kể xiết, thường cùng chư Phật. Hằng xa là các sông hằng, chỉ số lượng rất nhiều, a tăng kỳ cũng là số lượng lớn, có nghĩa vô số trong ngôn ngữ Sanskrit. Đồng sinh một chỗ, vô lượng công đức nhóm lại như quả ác xoa, cùng một chỗ huân tu hằng không phần tán. Sinh một chỗ không phải là cùng một nơi sinh, mà là sinh vào thời có Phật trong thế gian này. Một trong tám nỗi khổ là sinh trước hoặc sau khi có Phật. Sống vào thời có Phật tất sẽ có được vô vàn công đức. Quả ác xoa, Amala, mỗi chủng có ba quả liền nhau, không thể tách riêng ra được. Cũng vậy, những người sống nơi Phật cũng sẽ ảnh hưởng sự tu dưỡng, họ không bao giờ xa rời khỏi Phật. Kinh văn: thị cố năng linh phá giới tri nhân, giới cẳng thành tịnh, vị đắc giới giả linh kỳ đắc giới, vị tinh tấn giả linh đắc tinh tấn, vô trí tuệ giả linh đắc trí tuệ, bất thanh tịnh giả tốc đắc thành tịnh, bất trì trai giới tự thành trai giới. Việt dịch: vậy nên có thể khiến cho người phá giới mà giới cẳng cũng được thành tịnh. Người chưa được giới khiến cho được giới, người chưa tinh tấn khiến cho tinh tấn, người không trí tuệ khiến được trí tuệ, kẻ chẳng thành tịnh chóng được thành tịnh, kẻ chẳng giữ trai giới tự thành có trai giới. Giảng giải: vậy nên có thể khiến cho người phá giới mà giới cần cũng được thành tịnh, ngay cả người phá giới cũng được giới trở lại nếu như người đó thật lòng trì tụng chú lăng nghiêm hàng ngày. Về căn bản, người nào phá giới sẽ không được cứu độ, nhưng nếu tụng chú này thì giới căn sẽ được thành tịnh. Tụng ở đây không có nghĩa là đọc tụng cho qua, mà tâm ý quý vị phải hoàn toàn tịnh chỉ khi chỉ chú như tôi đã nói qua. Khi chú khởi từ tâm và quay trở về tâm quý vị, điều đó có nghĩa là tâm chú, tâm của chú, tâm của chú, tâm chú, chú và tâm của quý vị trở thành một, không có sự phân biệt đôi đường. Quý vị đừng quên, đấy là sự tự tụng quý vị không tụng, nhưng nó vẫn đang tụng, quý vị đang tụng, nhưng hầu như quý vị không hiện diện. Ngay cả khi không muốn tụng, nó vẫn đang đọc tụng. Chúng ta đang nói về tụng chú trước khi giảng kinh, và đấy là cách đặt định căn bản để ra một cách thức cho quý vị. Hẳn nhiên đây cũng không hẳn là lúc giảng về chú, quý vị có thể tụng thần chú bất cứ lúc nào. Điều quan trọng là loại trừ đi mọi nghĩ tưởng để chỉ tập trung tâm ý, gọi là nhất tâm, là tâm chuyên nhất. Sự đọc tụng thành liên tục và không có suy nghĩ gì khác, giống như dòng nước miên man xuôi chảy và con sóng này nối tiếp con sóng khác, như cơn gió thoảng qua không hình bóng, nhưng tất cả đều biết nó đang hiện diện. Dòng nước trôi xuôi và gió thoảng, sướng âm vang giáo lý đại thừa. Âm thanh của nước là gió, nói lên giáo pháp đại thừa, và tất cả đều là tâm của thần chú lăng nghiêm. Người chưa tinh tấn khiến cho tinh tấn, người không trí tuệ khiến được trí tuệ, kẻ chẳng thanh tịnh chóng được thanh tịnh, kẻ chẳng giữ trai giới tự thành có trai giới. Người chưa tinh tấn, chưa học hỏi nghiên cứu giáo lý Phật cũng có thể khởi phát sức mạnh do tụng chú lăng nghiêm một thời gian dài. Người không trí tuệ sẽ được trí tuệ. Xem thế, một kẻ có ngốc nghếch, tâm trí chậm lụt cũng được mở mang sáng suốt. Kẻ chẳng thành tịnh sẽ mau chóng được thành tịnh. Nếu quý vị có tu dưỡng và chưa được thành tịnh, nếu quý vị phá giới, bỏ ngang việc ăn chay, phạm sự bất tịnh một thời gian dài, nhưng nếu quý vị không quên tâm chú này, cũng vẫn mau chóng được thành tịnh trở lại. Một khi muốn thay đổi, chúng ta sẽ được thành tịnh.
Tôi chẳng biết ở đây có nhiều vị thích học Phật, nhưng thân tâm chưa được thanh tịnh. Điều đó cũng không sao, chỉ e là quý vị không chịu học. Vì nếu học sẽ có lúc quý vị trở nên thanh tịnh, còn như quý vị không chịu học, nói tôi không muốn trở nên thanh tịnh, tôi không muốn mạnh mẽ, tôi thích lười, tôi không biết gì hơn. Nếu thế thì chẳng còn gì để nói. Đấy có thể là nguyên do người ta không trì trai để thành người ăn chay theo cách tự nhiên. Nếu quý vị tụng chú Lăng Nghiêm đến độ tâm ý hoàn toàn chú định khi ấy, cả gió cũng chẳng thổi qua, mưa không sao thấm ướt, chừng ấy quý vị không trì trai thì quý vị vẫn tự động ăn chay. Tại sao? Vì tư tưởng quý vị không tản mạn dòi dào, gốc rễ ham muốn không còn, những ưa thích các món thịt cá không còn khuấy động tâm quý vị. Kinh văn: A Nan, thị thiện nam tử, trì thử chú thời, thiết phạm cấm giới, ư vị thọ thời, trì chú chi hậu, chú phá giới tội, vô vấn kinh trọng, nhất thời tiêu diệt. Việt dịch: A Nan, thiện nam tử ấy, khi trì chú này, giả như có phạm giới cấm khi chưa thọ trì, thì sau khi trì chú, các tội phá giới bất luận nặng nhẹ một thời đều tiêu diệt. Giảng giải: đoạn này giải thích rất rõ ràng. A Nan, thiện nam tử ấy, khi trì chú này, giả như có phạm giới cấm khi chưa thọ trì, nếu như hiện tại trì chú nhưng trước đó từng phạm giới, phá giới, thì sau khi trì chú, các tội phá giới bất luận nặng nhẹ một thời đều tiêu diệt. Tất cả mọi giới hạnh bất tịnh đều không còn, ngay cả bốn giới ba la di cũng vậy. Ba la di là một trọng tội không thể hối cải được, nhưng nếu tụ chú Lăng Nghiêm, người ấy sẽ được bảo vệ và trở nên trong sạch, giống như nước sôi dưới vào nắng tuyết vậy. Kinh văn: Túng kinh ẩm tiểu thực đạm vũ tân trùng trùng bất tịnh, nhất thiết chư Phật Bồ Tát Kim Cang, thiên tiên quỷ thần bất tướng vi quá. Việt dịch: dù đã uống rượu ăn thứ ngũ tân và các loại không sạch, tất cả các Phật Bồ Tát Kim Cang thiên tiên quỷ thần không cho đó là lỗi. Giảng giải: ngũ tân là năm thứ tỏi hành hẹ kiệu nén, là những loại gia vị phổ biến. Các loại này đều có hương vị nồng, ăn vào dễ phát dâm và nóng tính. Nhưng dù đã uống rượu, ăn thứ ngũ tân và các loại không sạch trước đó, khi đã trì chú thì tất cả các Phật Bồ Tát Kim Cang thiên tiên quỷ thần không cho đó là lỗi. Quý vị thường tụng và trì chú Lăng Nghiêm, các Phật Bồ Tát và Pháp Sư đều không trách quý vị trước đó là không trong sạch. Kinh văn: thiết trước bất tịnh phá tệ y phục, nhất hành nhất trụ tất đồng thành tịnh, túng bất tác đàn bất nhập đạo tràng, diệt bất hành đạo, tụng trì thử chú hoàn đồng nhập đàn, hành đạo công đức vô hữu dị dã. Việt dịch: dù có mặc y phục cũ rách không sạch thì việc đi việc đứng thảy đồng như thành tịnh, dù chẳng lập đàn, chẳng vào đạo tràng, cũng chẳng hành đạo, mà trì tụng chú này thì công đức cũng như vào đàn hành đạo chẳng có khác gì. Giảng giải: dù có mặc y phục cũ rách không sạch thì việc đi việc đứng. Trong đoạn trước nói về đạo tràng, Đức Phật có dạy phải mặc y mới, nhưng ở đây Ngài lại bảo điều đó không cần thiết. Nếu không có y mới thì cứ mặc y cũ. Khi quý vị thực hành tu tập trong suốt 3 tuần, quý vị cũng sẽ trở nên trong sạch, bởi vì năng lực thần chú sẽ làm cho y phục mới hoặc cũ đều được trong sạch. Quý vị sẽ ngạc nhiên, vậy tại sao Phật lại bảo phải mặc y mới khi vào đàn? Thực sự chúng ta mặc y mới là thể hiện lòng tôn kính, sự tôn kính tuyệt đối và rất đỗi trong sạch. Dù chẳng lập đàn, chẳng vào đạo tràng, quý vị không cần thiết phải vào đạo tràng, việc tu tập có thể bất kỳ nơi đâu, bất kỳ lúc nào. Cho dù cũng chẳng hành đạo, ngay cả không tu dưỡng, mà chỉ tụng chú này, đấy là tất cả những gì mọi người có thể tu tập, thì công đức cũng như vào đàn, hành đạo chẳng có khác gì. Nếu quý vị tụng chú Lăng Nghiêm, thì công đức của quý vị chẳng khác gì vào đàn tràng, hành đạo vậy. Thực sự cái đức của thần chú này là hết sức phi thường. Kinh văn: nhược tạo ngũ nghịch vô gián trọng tội, cập trừ tỳ kheo tỳ kheo ni, từ khí bát khí, tụng thử chú dĩ, như thị trọng nghiệp, do như mãnh phong, suy tán giả tụ, tất dài diệt trừ, cánh vô hào phát. Việt dịch: dù gây tội nặng như ngũ nghịch, vô gián và phạm những tội thứ khí bát khí của tỳ kheo tỳ kheo ni, khi tụng chú này rồi, thì như cơn gió mạnh thổi tàn đống cát, mọi nghiệp nặng như vậy đều diệt trừ dứt, chẳng còn chút mảy may gì. Giảng giải: dù gây tội nặng như ngũ nghịch vô gián, trong Phật đạo có 5 tội rất nặng: 1 giết mẹ, 2 giết cha,
3 giết bậc A-la-hán, 4 phá hòa hợp tăng, 5 làm chảy máu thần Phật. Nếu làm tổn thương thần Phật bằng con dao hoặc vật nhọn hoặc bất cứ thứ gì làm chảy máu thần Phật đều phạm tội rất nặng. Tôi không còn thấy Phật, Đức Phật đã rời khỏi thế gian, vậy tôi không phạm vào lỗi này. Không phải vậy, bởi vì bôi xóa hoặc phá vỡ hình ảnh Phật cũng gọi là làm chảy máu thần Phật. Ngay cả ảnh Phật cũng vậy, sự hủy hoại hình ảnh Phật khi Ngài không còn tại thế cũng phạm tội. Vô gián là hậu quả của trọng tội. Kẻ phạm tội sẽ bị 10 con quỷ đưa đi trừng phạt, nhưng phạm phải 5 tội nặng như đã nêu thì sự trừng phạt rất khốc liệt, kẻ ấy tất phải vào ngục vô gián. Loại địa ngục này tôi cũng đã nói qua, ở đây có rất đông tội nhân, do đó nên còn gọi là vô gián, tức không có khoảng trống. Gọi là vô gián vì tội nhân liên tục chịu khổ đau không bao giờ dừng dứt. Phạm những tội tứ khí bát khí của tỳ kheo, tỳ kheo ni có 3 nghĩa: 1. Khất sĩ, 2. Phá phiền não, 3. Bố ma. Tỳ kheo ni là thành viên nữ trong tăng già, có 4 tội ba la di là 1. Dâm, 2. Sát, 3. Đạo, 4. Vọng ngữ. Đấy là 4 giới căn bản, nếu phạm phải bất cứ tội nào trong 4 giới ấy đều phải bị loại khỏi tăng già đạo Phật. Điều ấy chẳng khác nào đem Phật phá vứt xuống biển vậy. 4 tội ba la di thuộc về tỳ kheo. Đối với tỳ kheo ni có 8 tội ba la di, ngoài 4 tội thuộc tỳ kheo thêm 4 tội khác: 5. Ma xúc, 6. Bát sự, 7. Phú tàng tha, 8. Bất tùy thuận. Ma xúc theo giải thích của giới luận là đụng chạm vào thân thể phụ nữ khi có ý dâm. Đối tượng đụng chạm với ý dâm có thể là nữ, là nam hoặc tỳ kheo, tỳ kheo ni, người thế tục đều phải trọng tội. Nếu không có lòng ham muốn dâm dục thì không phạm giới. Bát sự tức 8 điều ngăn cấm trong ba la di. Tỳ kheo ni khi tiếp chuyện phải luôn ở nơi công cộng thoáng đãng, không được tiếp riêng một người đàn ông nơi vắng vẻ hoặc phòng riêng. Nói chung tỳ kheo, tỳ kheo ni, một nam một nữ không được ở chỗ riêng với nhau. Khi phạm tội này, tỳ kheo có phần nhẹ hơn tỳ kheo ni. Phú tàng tha, biết đồng hữu phạm tội nhưng cố tình che giấu không báo cho mọi người biết. Bất tùy thuận, theo luật người xuất gia mỗi tháng có 2 lần đọc tụng giới bản, vào ngày mùng 1 và ngày 15 trong tháng. Tỳ kheo ni đọc tụng giới phải có tỳ kheo chủ trì, họ không được tự mình kết giới, nếu không làm đúng như vậy thì phạm tội bất tùy thuận. Nhưng nếu người đó phạm phải các tội nặng như vậy, khi tụng chú này rồi thì như cơn gió mạnh thổi tan đống cát, mọi nghiệp nặng như vậy đều diệt trừ dứt, chẳng còn chút mảy may gì. Cho dù là phạm tội ngũ nghịch, phạm 4 tội, 8 tội ba la di, tụng thần chú này sẽ bay biến tất cả, như một cơn gió mạnh thổi tan đống cát. Đấy là năng lực phi thường của chú Lăng Nghiêm. Kinh văn: A Nan, nhược hữu chúng sanh tùng vô số lượng vô số kiếp lai, sở hữu nhất thiết khinh trọng tội chướng, tùng tiền thế lai vị cập sám hối, nhược năng độc tụng thư tả thử chú, thần thượng đới trì, nhược an trụ xứ, trang trạch viện quán, như thị tích nghiệp, do thang tiểu tuyết, bất kiểu dài đắc, ngộ vô sành nhẫn. Việt dịch: A Nan, nếu có chúng sinh từ vô lượng vô số kiếp đến nay đã có tất cả mọi tội chướng nhẹ nặng, nhưng trong các đời trước chưa kịp sám hối, nếu biết đọc tụng viết chép chú này, giữ đeo bên mình hay để nơi chỗ ở như trang trạch vườn quán, như vậy mọi nghiệp chứa nhóm từ trước đều tiêu tán như nước sôi làm tan tuyết, không bao lâu đều ngộ được vô sinh nhẫn. Giảng giải: A Nan, nếu có chúng sanh từ vô lượng vô số kiếp đến này đã có tất cả mọi tội chướng nhẹ nặng, nhưng trong các đời trước chưa kịp sám hối, họ chưa từng có được cơ hội để sám hối lầm lỗi và sửa đổi. Sám là nêu ra những sai lầm trước đó, hối là thay đổi sửa chữa không tái phạm tội. Nếu biết đọc chú Lăng Nghiêm hoặc tụng viết chép chú này, tụng chú phải trong một thời gian dài. Đức Phật không nói tụng một hoặc hai lần, ý của Ngài là phải thực hiện việc tụng đọc lâu dài, hoặc là giữ đeo bên mình. Khi đeo chú phải đeo trên cổ, trước ngực, đấy là cách biểu hiện sự tôn kính, không được cất mang ở phần dưới thân. Càng trân trọng tôn kính thì chú càng có hiệu nghiệm. Hay để nơi chỗ ở như trang trạch vườn quán, như vậy mọi nghiệp chứa nhóm từ trước, tức những tội lỗi tích tập trong nhiều đời đã qua, đều tiêu tán như nước sôi làm tan tuyết. Mọi tội lỗi đều thức thì
tan biến hết, không bao lâu đều ngộ được vô sinh nhẫn. Kinh văn: Phục thứ A Nan, nhược hữu nữ nhân vị sanh nam nữ dục cầu sanh giả, nhược năng trí tâm ức niệm tư trú, hoặc năng thần thượng đái thử tất đát đa bát đát la giả, tiện sanh phước đức trí tuệ nam nữ. Việt dịch: Lại nữa A Nan, nếu có người đàn bà chưa sinh con trai con gái mong cầu có thai, nếu biết trí tâm nhớ niệm chú hoặc trên người đeo chú tát đát đà bát đát la này thì liền sinh được con trai con gái có phúc đức trí tuệ. Giảng giải: Lại nữa A Nan, và Đức Phật nói tiếp, nếu có người đàn bà chưa sinh con trai con gái mong cầu có thai, tỉ như có những người đàn bà thích làm mẹ, họ muốn có thai, nếu biết trí tâm nhớ niệm chú hoặc trên người đeo chú, chú tâm là tâm ý chuyên nhất, cũng có nghĩa là tâm tuyệt đối chân thành. Họ có thể tụng chú theo trí nhớ, hoặc dùng sách, hoặc họ thỉnh cầu cao tăng, viết cho bài tâm chú và đeo bên mình. Tát đát đà bát đát là có nghĩa là đại bạch tán cái, lọng trắng lớn. Khi quý vị mang bài chú ấy trên người, hoặc nhớ trong tâm, chiếc lọng ấy sẽ che chở và giúp ích những mong muốn của quý vị. Người đàn bà ước mong có con, họ sẽ có được con phúc đức trí tuệ. Kinh văn: Cầu trường mạng giả, tốc đắc trường mạng, dục cầu quả báo, tốc viên mãn giả, tốc đắc viên mãn, thần mạng sắc lực, diệt phục như thị. Việt dịch: Người cầu sống lâu sẽ được sống lâu, người cầu quả báo mau được viên mãn sẽ mau chóng được viên mãn, cả đến về thần mệnh sắc lực cũng được trọn vẹn như vậy. Giảng giải: Người tụng chú lăng nghiêm và cầu sống lâu sẽ được sống lâu, người mong cầu quả báo sớm sẽ được viên mãn, sẽ mau chóng được viên mãn. Chẳng hạn người phụ nữ hy vọng tương lai có người chồng tốt, họ sẽ được như vậy. Đối với người đàn ông cũng vậy, đó là ý nghĩ mong cầu điều gì cũng sẽ được như vậy. Người mong cầu giàu sang và danh vọng sẽ được giàu sang danh vọng. Người mong cầu sống lâu sẽ được sống lâu, cầu có con trai sẽ được con trai, cầu có con gái sẽ có con gái. Mọi mong cầu đều sẽ được, cả đến về thần mệnh sắc lực cũng được trọn vẹn như vậy. Tất cả những cầu mong đều đạt được, mong muốn có tuổi thọ cũng vậy. Kinh văn: Mạng trung tri hậu, tùy nguyện vãng sanh thập phương quốc độ, tất định bất sanh, biên địa hạ tiện, hà huống tạc hình. Việt dịch: Sau khi mạng trung tùy nguyện được vãng sanh trong 10 phương quốc độ, chắc chắn không sinh nơi biên địa hạ tiện, huống chi là các tạc hình. Giảng giải: Sau khi mạng trung tùy nguyện được vãng sinh trong 10 phương quốc độ, nếu quý vị muốn tái sinh vào phương Đông với Phật A Súc, hoặc phương Tây với Phật A Di Đà, hoặc phương Bắc phương Nam, quý vị tùy quý vị có thể cầu tái sinh vào bất kỳ quốc độ Phật đều được. Chắc chắn không sinh nơi biên địa hạ tiện, huống chi là các tạp hình. Là con người, quý vị sẽ không tái sinh là kẻ thấp kém hạ tiện, thậm chí cũng chẳng sinh là thú vật. Kinh văn: A Nan, nhược trừ quốc độ châu huyền tụ lạc, Nga hoàng dịch lệ, hoặc phục đào bình, tặc nạn đấu tranh, kiềm dừ nhất thiết, ách nạn trì địa, tả thử thần chú, an thành tứ môn, tinh trừ trì đề, hoặc thác giả thượng, linh kỳ quốc độ, sở hữu chúng sanh, phụng nghênh tư chú, lễ bái cung kính, nhất tâm cúng dường, linh kỳ nhân dân, các thần bội, hoặc các an, sở cư trạch địa, nhất thiết tai ách, tất giai tiểu diệt. Việt dịch: A Nan, nếu các cõi nước, các châu huyện làng xóm bị nạn đói kém, đói kém dịch lệ, hoặc ở những nơi có đào bình giặc loạn đánh nhau, và những nơi có ách nạn, kết thần chú này đặt trên bốn cửa thành cùng các tháp hay trên tràng phan, và khiến chúng sinh có trong cõi nước kính rước chú này, cùng kính lễ bái, nhất tâm cúng dường, khiến trong nhân dân mỗi mỗi người đeo chú trên người hoặc để nơi chỗ ở, thì tất cả tài ách đều tiêu diệt. Giảng giải: A Nan, nếu các cõi nước, các châu huyện làng xóm chỉ chung một nơi nào đó, hoặc rộng lớn như lục địa, hoặc nhỏ như làng xóm, khi đói kém hạn hán kéo dài, cỏ cây khô héo, hoặc có khi mưa lũ ngập chìm cả hoa màu lương thực, hoặc dịch bệnh bùng phát gây hại biết chừng nào, hoặc ở những nơi có đào binh giặc loạn đánh nhau, và những nơi có ách nạn, và các nơi khó khăn nguy hiểm như thế, nên viết thần chú này đặt trên bốn cửa thành của các tháp, có thể đặt phía trên các cửa
Tát là nơi đặt giá lợi Phật hoặc Thánh Tăng, hay có thể đặt trên tràng phan, tức cờ phướn. Cũng có thể viết chú trên lá phướn và đặt trên cao nhất như tháp đồng hồ hoặc cột cờ, và khiến chúng sinh có trong cõi nước kính rước chú này, cùng kính lễ bái, nhất tâm cúng dường, khiến trong nhân dân nơi xứ ấy, mỗi mỗi người đeo chú trên người hoặc để nơi chỗ. Có thể mang theo chú bên người hoặc để ở nơi sinh sống thì tất cả tai ách đều tiêu diệt, mọi sự bất hạnh và quỷ dữ đều xa lánh hết. Công đức của chú lăng nghiêm rất vi diệu, quý vị không thể nào hình dung được sự lạ lùng kỳ diệu ấy. Có người cho rằng tu tập không cần thiết phải thiền định hoặc phải học kinh điển, không phải vậy. Người khác thì nghĩ chỉ cần tụng chú và học kinh, không cần đến thiền định. Điều này cũng không đúng. Có người nghe nói về hiệu quả và năng lực của thần chú, họ nghĩ thế thì chỉ nên đọc chú khỏi tu hành gì khác. Thái độ như vậy rất là cực đoan. Trong việc tu tập, quý vị phải chọn lấy pháp trung đạo, không thiên lệch cũng chẳng thái quá. Thần chú thực sự có hiệu nghiệm, nên quý vị cũng phải phát huy định lực của chính mình. Bản kinh này xác định chú là hữu hiệu, nhưng điểm tinh yếu nhất của sự tu tập ở đây là giảng giải pháp môn quay trở lại lắng nghe tự tánh của chính mình. Đấy là pháp môn viên mãn của nhĩ căn. Vậy nên ngay cả khi quý vị tụng chú, có nghĩa quý vị quay trở lại lắng nghe tự tánh, trở lại với ánh sáng rạng rỡ từ tâm. Khi tụng chú thì tâm là chú và chú là tâm, cả hai không thể phân chia. Tâm và chú là hai nhưng không phải hai, mặc dù là hai nhưng nó là một. Nếu được vậy thì mọi điều quý vị mong muốn đều sẽ đạt được. Nếu chú và tâm quý vị thành một khối duy nhất, quý vị sẽ được định của thiền. Quý vị nên chú ý điều này. Kinh văn: A Nan, tại tại xứ xứ quốc độ chúng sanh, tùy hữu thử chú, thiên long hoàn hỷ, phòng vũ thuận thời, ngũ cốc phong ân, triệu thứ an lạc. Việt dịch: A Nan, chúng sinh trong cõi nước chỗ nào, nơi nào có được chú này thì thiên long vui mừng, mưa gió thuận thời, ngũ cốc được mùa, chúng dân an vui. Giảng giải: A Nan, chúng sinh trong cõi nước chỗ nào, nơi nào có được chú này thì thiên long vui mừng và mưa gió thuận thời, không phải lo lắng vì thiếu thốn thức ăn. Ngũ cốc được mùa, các loại cây lương thực đều được gặt hái tốt đẹp, chúng dân an vui. Kinh văn: Diệp phục năng trấn, nhất thiết ác tinh, tùy phương biến quái, tai chướng bất khởi, nhân vô hoại yểu, nếu giới giả tỏa, bất trước kỳ thân, chúng dạ an miên, thường vô ác mộng. Việt dịch: Lại có thể trấn được tất cả các ác tinh, chúng tùy nơi mà biến ra nhiều điều quái dị, tai chướng không khởi lên, người không chết bất ngờ, chết yểu gông cùng xiềng xích không mang vào thân, ngày đêm ngủ yên, thường không ác mộng. Giảng giải: Đoạn này nói mọi người đều có thể tránh khỏi ác mộng, lại có thể trấn được tất cả các ác tinh. Chú có thể kiểm soát được các hung tinh, giống như một người trí tuệ điều hành xứ sở của mình theo đúng hướng, mọi người xấu ác đều sửa đổi, mọi vấn đề được giải quyết dễ dàng. Khi một người dùng đức cai trị, dân trong xứ sẽ phục tùng họ. Ở đây thần chú giống như một thủ lĩnh đạo đức, kiểm soát được mọi điều xấu, mọi biến cố bất hạnh. Những hung tinh ấy, chúng tùy nơi mà biến ra nhiều điều quái dị, chúng mang đến ba điều tai họa đáng sợ, nhưng tai chướng không khởi lên, người không chết bất ngờ, chết yểu, chết bất ngờ là hoạnh tử, chết cách đột xuất, chẳng hạn tai nạn xe cộ hay máy bay nổ tung hoặc đâm xuống biển hoặc chết cháy. Đoạn này nói về nguyên nhân con người chết khi họ không muốn chết, khi họ chưa chuẩn bị để chết. Cái chết bất ngờ thường là ám chỉ cái chết của trẻ, mọi cái chết trước tuổi 30 đều được coi là bất ngờ, vì cuộc sống như vậy là không thọ. Công cùng xiềng xích không mang vào thân, ngày đêm ngủ yên, thường không ác mộng, không có ma quỷ nào đến quấy phá. Kinh văn: A Nan, thị ta bà giới, hữu bát vạn tứ thiên tài biến ác tình, nhị thập bát đại ác tình, nhì vì thượng thủ, phục hữu bát đại ác tình, dĩ vì kỳ chủ, tác trùng trùng hình xuất hiện thế thời, năng sanh chúng sanh trùng trùng tai dị. Việt dịch: A Nan, cõi ta bà này có 84.000 ác tình tài biến, 28 đại ác tình làm thượng thủ, lại có 8 đại ác tình làm chủ xuất hiện trên đời, với nhiều hình dạng có thể sinh ra các tai nạn kỳ dị cho chúng sanh. Giảng giải: A Nan, cõi ta bà này có 84.000 ác tình tài biến, có vô số ác tình liên hệ với thế giới chúng ta đang sống, 28 đại ác tình làm thượng thủ, lại có 8 đại ác tình làm chủ,
mặc dù có 28 loại ác nhưng chúng có thể cũng là thiện. Ở Trung Quốc, 28 chòm sao phân chia thành 4 hướng, mỗi hướng có 7 sao. Theo thiên văn Trung Quốc, các chòm sao được đặt định tương ứng với thời gian ngày giờ. Mỗi chu kỳ là 28 ngày theo tháng âm lịch. Nếu một người thiện, các sao dữ sẽ biến thành thiện. Nếu như người ở nơi dữ thì các thiện tinh cũng sẽ biến thành hung tinh. Do đó, không có vì sao nào nhất định là hung là cát, điều đó còn tùy thuộc ở nghiệp quả và các hành vi thiện ác. Ở đây nói đến các ác tinh, và chú Lăng Nghiêm có công năng hóa giải. Theo bản kinh, những ác tinh đó là điểm xấu, chỉ mang lại bất hạnh. Đối với các ác tinh, biểu hiện cho điểm dữ, nếu một người thiếu đi thiện căn hoặc kém phúc đức, dĩ nhiên người đó sẽ gặp nhiều điều bất lợi. Nhưng nếu anh ta chỉ tụng chú Lăng Nghiêm, những bất lợi kia sẽ biến thành lợi lạc cho người đó. Lược kê 28 sao. Thứ 5 giác đầu, thứ 6 càng, thứ 7 đẻ nữ, chủ nhật phòng, thứ 2 tâm quy, thứ 3 vĩ thất, thứ 4 cờ bích. Khuê tỉnh, nghiêu lâu quỹ, vị liễu hư mão tinh, tất trương trùng dực, xâm trần. Lại có 8 đại ác tinh làm chủ: 1. Mộc tinh, 2. Hỏa tinh, 3. Thổ tinh, 4. Kim tinh, 5. Thủy tinh, 6. La hầu, 7. Kế đô, 8. Tuệ tinh. Có vài thiên thể rất đáng sợ, một số khác tốt đẹp hơn. Trong số các vương triều ở Trung Quốc có sao chổi được xuất hiện. Thực sự sao chổi tuệ tinh ấy là gì? Đấy là một đứa trẻ mặc áo ngủ màu đỏ. Nó đi dạy các trẻ khác hát. Khi mọi trẻ con cùng hát thì sứ ấy đã đến hồi kết thúc. Điều ấy ám chỉ khi có sao chổi xuất hiện thì chính quyền thay đổi, tân hoàng đế sẽ đứng lên trị vì đất nước. Những biến cố của vận mệnh thường không thấy biết được. Có những trường hợp đặc biệt nảy sinh bất thường và luôn luôn là điểm không hay. Các biến cố, các tình huống bất thường ấy báo hiệu sự việc có chiều thay đổi và mất cân bằng không chính xác. Kinh văn: hữu thử chú địa tất dài tiêu diệt, thập nhị do tuần thành kết giới địa, trừ ác tài tường vĩnh bất năng nhập. Việt dịch: nơi nào có chú này thì tất cả đều tiêu diệt, lấy 12 do tuần làm vòng kết giới, các tai biến hung hiểm hẳn không vào được. Giảng giải: nơi nào có chú này thì tất cả đều tiêu diệt, ở nơi có chú Lăng Nghiêm mọi biến cố tai ương đều bị tiêu diệt, lấy 12 do tuần làm vòng kết giới. Sự kết giới do chỉ tụng chú sẽ làm thành nơi an toàn. Chẳng hạn người tụng chú Lăng Nghiêm hướng về phương Bắc, về phương Đông, phương Nam, phương Tây, thì mỗi hướng thì tụng chú giới, danh giới, cõi được kết trong khoảng 12 do tuần. Một tiểu do tuần là 40 dặm Trung Quốc, khoảng 13 dặm Anh. 12 do tuần ở đây là đại do tuần, khoảng 96 dặm Trung Quốc, 32 dặm Anh. Bao quanh khoảng cách ấy là khu vực an toàn, tất cả các loài ma quỷ không thể xâm phạm quấy phá được, các tai biến hung hiểm hẳn không vào được. Vì vậy bất cứ nơi nào chú Lăng Nghiêm được thực hiện, mọi người ở nơi ấy đều được gia hộ. Trong khu vực được kết giới, mọi tai ương họa hại đều bị diệt. Kinh văn: thị cố Như Lai tuyên thị thử chú, ừ vị lai thế bảo hộ sơ học, trừ tu hành giả nhập tam ma đề, thân tâm thái nhiên đắc đại an ổn. Việt dịch: vậy nên Như Lai tuyên dạy chú này bảo hộ cho những người tu hành sơ học trong đời. Giảng giải: vậy nên Như Lai Phật Thích Ca Mâu Ni tuyên dạy chú Lăng Nghiêm này bảo hộ cho những người tu hành sơ học trong đời vị lai vào tam ma đề, họ sẽ đạt được định lực, thân tâm thư thái, được đại an ổn, họ có được lòng thành tịnh, thoát mọi lo lắng khổ não. Kinh văn: cánh vô nhất thiết trừ ma quỷ thần, cập vô thủy lai, oan hoành túc ương, cựu nghiệp trần trái, lai tương não hại. Việt dịch: không còn các ma quỷ thần và những oan thiên đời trước, nghiệp cũ nợ xưa, từ vô thủy tới nay đến khuấy hại. Giảng giải: không còn các ma quỷ thần và những oan thiên đời trước khuấy rối người chỉ chú này, mọi bất hạnh đều là từ những sai lầm tội lỗi đã tạo nên từ các đời đã qua. Đấy chính là nghiệp cũ, là cái nhân tạo tác trước đó. Những chướng ngại của nghiệp làm thành nợ xưa từ vô thủy tới nay. Chẳng hạn kẻ nào đó giết người, tất nhiên người đó phải trả lại mạng sống còn nợ nếu ăn thịt ai đó.
y cũng phải trả lại mối nợ xương thịt đó. Mọi món nợ đều phải trả, nhưng nếu chỉ tụng chú Lăng Nghiêm thì mọi bất hạnh do nghiệp do nợ nần đều không đến khuấy hại, chẳng có gì có thể gây hại cho quý vị. Kinh văn: Nhữ cập chúng trung, trừ hữu học nhân, cập vị lai thế, trừ tu hành giả, y ngã đàn tràng như phát chỉ giới, sở thọ giới chủ, phổ thành tịnh tăng, trì thử chú tâm, bất sanh nghi hối, thị thiện nam tử, ư thử phụ mẫu, sở sanh tri thân, bất đắc tâm thông, thập phương Như Lai, tiện vi vọng ngữ. Việt dịch: Ông cùng những người hữu học trong chúng và những kẻ tu hành đời vị lai, y theo lời dạy của ta mà lập đàn tràng, đúng theo pháp mà chỉ giới, gặp được tăng chúng thanh tịnh, chủ trì việc thọ giới. Đối với chú tâm này không sinh lòng ngờ hối. Những thiện nam tử như thế, chính nơi thân do cha mẹ sinh ra, nếu chẳng được tâm thông, thì mười phương Như Lai bèn là vọng ngữ. Giảng giải: Ông A Nan, cùng những người hữu học trong chúng và những kẻ tu hành đời vị lai, kể cả trong đời hiện tại, nếu như mọi người đều y theo lời dạy của ta mà lập đàn tràng, cách lập đàn như đã nói qua, và đúng theo pháp mà chỉ giới, gặp được tăng chúng thanh tịnh, chủ trì việc thọ giới. Tăng chúng thanh tịnh là những người không phạm giới, và đối với chú tâm này không sinh lòng ngờ hối, không một chút nghi ngờ gì về chú này. Những thiện nam tử như thế, theo lời chỉ dạy mà thành lập đạo tràng, gặp được tỳ kheo trong sạch, giữ trọn giới hạnh, và đấy là nguyên nhân và điều kiện cần thiết, và chính nơi thân do cha mẹ sinh ra, nếu chẳng được tâm thông, tức nếu họ không trở nên giác ngộ và được ngũ nhãn lục thông, lục thần thông, thì mười phương Như Lai bèn là vọng ngữ. Chư Phật trong các mười phương đều nói lời không thật. Kinh văn: Thuyết thị ngữ dĩ hội trung vô lượng, bách thiên kim cang nhất thời Phật tiền, hợp trường đảnh lễ nhi bạch Phật ngôn. Như Phật sở thuyết, ngã đương thành tâm, bảo hộ như thị, tu bồ đề giả. Việt dịch: Phật dạy lời ấy xong, vô lượng trong ngàn kim cang trong hội đồng thời đứng trước Phật chắp tay đảnh lễ mà thưa với Phật rằng: Như lời Phật dạy, chúng con phải thành tâm bảo hộ những người tu đạo bồ đề như vậy. Giảng giải: Phật Thích Ca Mâu Ni dạy lời ấy xong, vô lượng trăm ngàn kim cang trong hội đồng thời đứng trước Phật chắp tay đảnh lễ mà thưa với Phật rằng: Như lời Phật dạy, chúng con phải thành tâm bảo hộ những người tu đạo bồ đề như vậy. Chúng con sẽ bảo hộ tất cả những người thành tâm tu theo pháp môn này để đạt được đạo bồ đề. Kinh văn: Nhĩ thời Phạm Vương, Tịnh Thiên Đế Thích, Tứ Thiên Đại Vương, Diệp Ư Phật Tiền đồng thời đảnh lễ nhi bạch Phật ngôn. Thẩm hữu Như Thị, tu học thiện nhân, ngã đường tận tâm trí thành bảo hộ, linh kỷ nhất sanh, sở tác như nguyện. Việt dịch: Lúc bấy giờ Phạm Vương và Thiên Đế Thích, Tứ Đại Thiên Vương cùng ở trước Phật đồng thời đảnh lễ và thừa với Phật. Xét có người lành tu học như vậy, chúng con phải hết lòng trí thành bảo hộ, khiến cho trong một đời tu hành được như nguyện. Giảng giải: Lúc bấy giờ Phạm Vương, chủ tà của Đại Phạm Thiên và Thiên Đế Thích, vua trời, Tứ Đại Thiên Vương cùng ở trước Phật, tất cả cùng đứng lên đồng thời đảnh lễ trước Phật và thưa với Phật. Xét có người lành tu học như vậy, chúng con phải hết lòng trí thành bảo hộ, khiến cho trong một đời tu hành được như nguyện. Nếu như thực sự có người tu hành theo lời Phật dạy, tất cả chúng con sẽ thành tâm giữ gìn và bảo hộ họ đạt được ý nguyện. Kinh văn: Phục hữu vô lượng, dược xoa đại tướng, trừ La Sát Vương, Phú Đàn Na Vương, Kiều Bàn Trả Vương, Tỷ Xá Giả Vương, Tần Na Dạ Ca, trừ Đại Quỷ Vương, cập trừ quỷ xuất, diệt ư Phật Tiền, hợp trưởng đảnh lễ, ngã diệt thệ nguyện, hộ trì thị nhân, linh bồ đề tâm, tốc đắc viên mãn. Việt dịch: Lại có vô lượng đại tướng dược xoa, các vua La Sát, vua Phú Đàn Na, vua Kiều Bàn Trà, vua Tỳ Xá Già, Tần Na Dạ Ca, các đại quỷ vương và các quỷ soái cũng ở trước Phật chắp tay đảnh lễ mà thưa với Phật rằng: Chúng tôi cũng thệ nguyện hộ trì cho người đó, khiến cho tâm bồ đề mau được viên mãn. Giảng giải: Lại có vô lượng đại tướng dược xoa, quỷ tật tốc, các vua La Sát, loại quỷ ăn thịt người, vua Phú Đà Na, quỷ xuống ác hay gây bệnh sốt, vua Kiều Bàn Trà, quỷ có hình dạng trái bí đao gây rũ liệt con người, vua Tỳ Xá Già, đây cũng là loại quỷ rất đáng sợ, Tần Na Dạ Ca, thường gây ra các chướng ngại. Các đại quỷ vương và các quỷ soái cũng ở trước Phật chắp tay đảnh lễ và thưa với Phật rằng:
chúng tôi cũng thệ nguyện hộ trì cho người đó, khiến cho tâm Bồ Đề mau được viên mãn. Kinh văn: Phục hữu vô lượng nhật nguyệt thiên tử, phong sư vũ sư, vân sư lôi sư, tinh điện bá đẳng, nên tuế tuần quan trừ tình quyến thuộc, diệt ư hội trung, đảnh lễ Phật túc, nhi bạch Phật ngôn, ngã diệt bảo hộ thị tu hành nhân, an lập đạo tràng, đắc vô sở úy. Việt dịch: Lại có vô lượng nhật nguyệt thiên tử, phong sư vũ sư, vân sư lôi sư, cùng với điện bá và các niên tuế tuần quan trừ tình quyến thuộc, cũng ở trong hội đảnh lễ chân Phật mà thưa với Phật: Chúng con bảo hộ người tu hành ấy an lập đạo tràng, được không lo sợ. Giảng giải: Lại có vô lượng nhật nguyệt thiên tử, phong sư vũ sư, vân sư lôi sư, cùng với điện bá và các niên tuế tuần quan. Hầu hết mọi người đều không nhận ra rằng, vào mỗi năm đều có tuần quan đi lại giám sát việc thiện ác trong nhân gian, trừ tình quyến thuộc cũng ở trong hội. Mỗi vì sao đều có quyến thuộc riêng cùng đảnh lễ chân Phật mà thưa với Phật: Chúng con bảo hộ người tu hành ấy an lập đạo tràng, được không lo sợ. Chúng con cùng nguyện cho người tu hành bảo hộ người lập đạo tràng, họ sẽ có được sức mạnh, không còn lo sợ. Kinh văn: Phục hữu vô lượng sơn thần hải thần, nhất thiết thổ địa thủy lục không hành, vạn vật tinh kỳ tịnh phong thần vương, vô sắc giới thiên hư Như Lai tiền, đồng thời khẻ thủ nhi bạch Phật ngôn, ngã diệt bảo hộ thị tu hành nhân, đắc thành Bồ Đề vĩnh vô mà sự. Việt dịch: Lại có vô lượng sơn thần hải thần, tất cả thủy lục không hành, tinh kỳ muôn vật, với phong thần vương cùng chư thiên vô sắc giới và trước Như Lai đồng thời đảnh lễ thưa với Phật: Chúng con cũng bảo hộ người tu hành ấy được thành quả Bồ Đề hẳn không mà sự. Giảng giải: Lại có vô lượng sơn thần hải thần, tất cả thủy lục không hành, tinh kỳ muôn vật, với phong thần vương cùng chư thiên vô sắc giới và trước Như Lai đồng thời đảnh lễ thưa với Phật: Tất cả cùng hành lễ trước Phật, chúng con cũng bảo hộ người tu hành ấy được thành quả Bồ Đề hẳn không mà sự. Chúng con sẽ bảo vệ những người tu ấy tiến thẳng đến quả Bồ Đề và không bao giờ gặp phải ma sự. Kinh văn: Nhĩ thời bát vạn tứ thiên na do tha hằng hà sa câu chi kim cang tạng vương Bồ Tát, tại đại hội trung tức tùng tạ khởi, đảnh lễ Phật túc nhi bạch Phật ngôn: Thế Tôn, như ngã đẳng bối sở tu công nghiệp kiểu thành Bồ Đề, bất thủ niết bàn, thường tùy thủ chú, cứu hộ mà thế, tu tam ma đề, tránh tu hành giả. Việt dịch: Khi ấy 84.000 na do tha hằng hà sa câu chi kim cang tạng vương Bồ Tát ở trong hội, liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ nơi chân Phật mà thưa với Phật: Thế Tôn, như bọn chúng tôi công nghiệp tu hành đã thành tựu Bồ Đề lâu rồi, nhưng không nhận niết bàn, thường theo chúng này cứu giúp những người chân chính tu hành pháp tam ma đề trong thời mạt pháp. Giảng giải: Khi ấy 84.000 na do tha, số lượng nhiều bằng mấy trăm triệu hằng hà sa câu chi kim cang tạng vương Bồ Tát ở trong hội, liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ nơi chân Phật mà thưa với Phật: Thế Tôn, như bọn chúng tôi công nghiệp tu hành đã thành tựu Bồ Đề lâu rồi, nhưng không nhận niết bàn, thường theo chú này, công đức tu hành của chúng con từ lâu đã chứng đạt Bồ Đề, vậy tại sao chúng con không vào niết bàn? Đấy là vì chúng con cần theo giúp những người trì chú này, chúng con quyết định cứu giúp những người chân chính tu hành pháp tam ma đề trong thời mạt pháp. Đấy là những người chân chính thực hiện thiền định đều sẽ được chúng con bảo vệ cứu giúp. Kinh văn: Thế Tôn, như thị tu tâm cầu tránh định nhân, nhược tại đạo tràng cập dư kinh hành, nã trí tán tâm du hí tụ lạc, ngã đẳng đồ chúng thường đường tùy tùng thị vệ thử nhân. Việt dịch: Bạch Thế Tôn, người tu tâm vào chánh định như thế, dù tại đạo tràng hay lúc kinh hành, cho đến khi tán tâm đi chơi trong làng xóm, đồ chúng chúng còn thường phải đi theo hộ vệ người ấy. Giảng giải: Kim Cang Tạng Vương Bồ Tát tiếp tục thừa với Phật: Bạch Thế Tôn, người tu tâm vào chánh định như thế, người muốn đạt được định lực, dù tại đạo tràng hay lúc kinh hành, ngồi thiền là công phu thiền định, lúc kinh hành thì hoặc niệm Phật hoặc trì chú, đấy là công phu trì tụng tam muội. Cho đến khi tán tâm đi chơi trong làng xóm, Đức Kim Cang Tạng Vương Bồ Tát còn bảo vệ cả những người tu không hành thiền, không vào đạo tràng, không kinh hành trì chú. Dù vậy khi đi chơi chỗ này chỗ nọ, quý vị đều có thể trì chú này. Như vậy đồ chúng con thường phải đi theo hộ vệ người ấy. Nếu một người khéo trì tụng chú Lăng Nghiêm,
tất sẽ có 84.000 Kim Cang Tạng Vương Bồ Tát cùng các chúng đi theo bảo vệ, cho dù người đó đi đến đâu giống như một đoàn quân đi theo tướng lĩnh của họ vậy. Kinh văn: Túng Linh Ma Vương Đại Tự Tại Thiên Cầu Kỳ Phương Tiện Trung Bất Khả Đắc Chư Tiểu Quỷ Thần Khứ Thử Thiện Nhân Thập Do Tuần Ngoại Trừ Bỉ Phát Tâm Lạc Tu Thiền Giả. Việt dịch: Cho dù Ma Vương Đại Tự Tại Thiên muốn có được phương tiện khuấy phá cũng không thể được, các quỷ thần nhỏ phải cách xa người lành ấy 10 do tuần, trừ phi họ phát tâm ưa thích tu thiền. Giảng giải: Cho dù Ma Vương Đại Tự Tại Thiên muốn có được phương tiện khuấy phá cũng không thể được, bọn họ tìm đủ mọi cách để khuấy phá nhiễu loạn người tu nhưng thảy đều không được, ngay cả các quỷ thần nhỏ phải cách xa người lành ấy 10 do tuần, các quỷ vương và cả Đại Tự Tại Thiên chẳng khuấy phá gì được người lành ấy thì quỷ nhỏ cũng phải tránh xa ngoài 275 dặm, trừ phi họ phát tâm ưa thích tu thiền. Ngoại trừ các loài quỷ ưa thích nghe kinh nghe pháp và tu thiền định, bọn chúng có thể đến đạo tràng để nghe kinh, còn không thì phải tránh xa ngoài 275 dặm. Kinh văn: Thế Tôn, như thị ác ma nhược ma quyến thuộc dục lai xâm nhiễu thị thiện nhân giả, ngã dĩ bảo sử vẫn toái kỳ thủ do như ghi trần, hằng linh thử nhân sở tác như nguyện. Việt dịch: Bạch Thế Tôn, những ác ma như thế hay quyến thuộc của ma muốn đến xâm lấn quấy phá người lành ấy, chúng con dùng bảo trì đạp nát cái đầu như bụi nhỏ, thường khiến cho người tu hành được như nguyện. Giảng giải: Quý vị sẽ nói, sao giáo pháp Kim Cang dữ dội như thế, các vị ấy bảo sẽ đập đầu bọn quỷ nát như trò bụi, quý vị có thể hình dung sức mạnh ấy thế nào rồi. Thực ra Kim Cang Tạng Bồ Tát không nhất thiết phải dùng chùy báu như thế, chính sức mạnh thiền định của Bồ Tát cũng đủ để trấn áp tất cả rồi. Vì vậy các vị ấy thưa với Phật: Bạch Thế Tôn, những ác ma như thế hay quyến thuộc của ma muốn đến xâm lấn quấy phá người lành ấy, chúng con dùng bảo trùy đạp nát cái đầu như bụi nhỏ, thường khiến cho người tu hành được như nguyện. Ngày nay trong các nơi đồ hội thì xảy ra những thiên tai nhân họa giết người phóng hỏa, đều có các quỷ vương vô hình ra sức thao túng. Người tu học Phật có năng lực thiền định, khi đạt được ngũ nhãn sẽ nhìn thấy các ác ma khuấy phá ấy. Vấn đề là người học Phật phải cần thời gian lâu dài, 3 năm, 5 năm, 10 năm hoặc 20 năm mới có được phải thuận lợi. Sau khi ấy thủ pháp bọn quỷ cao xa khó lường và chúng học cũng rất nhanh. Bọn chúng có năng lực rất đáng sợ, thường đi xuyên suốt thế gian, khuấy phá khắp nơi. Tuy nhiên nếu quý vị tụng chú Lăng Nghiêm, bọn ác ma ấy sẽ lánh xa. Nếu không có ai trì tụng Lăng Nghiêm, chắc chắn bọn chúng sẽ tha hồ tàn phá thế gian này. Ha ha ha, 闻三摩地娑诃。